Thân mến, chào mừng các bạn nhỏ, chúng ta tiếp tục trở lại kênh Mr. Long Lên, Let's Learn. Chúng ta nào, chúng ta Mr. Long Lên học cùng với các bạn nha. Và bây giờ chúng ta đã đến với một unit tiếp theo là unit 7 của chương trình Let's Go 1B, tiếng Anh lớp 4 của chúng ta các bạn nha. Tiếng Anh lớp 4 của chúng ta bắt đầu từ unit 5 và bây giờ đã là unit 7 rồi. 5, 6, 7 rồi, 5, 6 chúng ta học xong hết rồi. Thì bây giờ sang unit 7 này. Unit 7 này là nằm trong chương trình học kỳ 2 của lớp 4 của các bạn đó ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta có tựa đề của unit này là food các bạn ha, là chủ đề gì đó các bạn. Food là thức ăn, lương thực đó các bạn, đồ ăn đồ uống cũng có thể hiểu là food luôn các bạn nha, là đồ ăn đó, đã liên quan đến lương thực ăn uống chúng ta. Vậy thì như mọi khi chúng ta sẽ bắt đầu phần let's start là phần gì các bạn, là bắt đầu, là phần chúng ta bắt đầu đó. Rồi, bây giờ Mr. Lolan sẽ giúp các bạn nhỏ hiểu các cái nội dung trong các đoạn hội thoại nha. Let's talk. Chúng ta hãy nói chuyện nào. I am hungry. I want an apple. Tôi muốn một quả táo. Đó, tôi bị đói bụng cho nên tôi muốn ăn quả táo. Bên này, I am thirsty. I want juice. Tôi khát nước, tôi muốn một nước ép. Đó, một ly nước ép đó các bạn. Vậy thì khát thì muốn uống, mà đói thì muốn ăn, các bạn thấy chưa? Đói thì muốn ăn táo, khát nước thì muốn uống nước ép. Đó các bạn ha. Rất là hay. Rồi thì phía dưới này là gì? Here you are. Khi một người cầm một vật gì đó mà nói với mình, here you are là đây, đây này bạn. Đó, bạn này cầm cái hộp này đưa cho bạn này đang khát nước mà đúng không? Và khi người ta đưa mình sẽ sao? Thank you, cảm ơn liền, đúng không? Khi người ta cảm ơn mình sẽ nói You're welcome. Rất là hân hạnh, rất là vui đó các bạn ha. Mình hiểu như vậy ha. Rồi, như vậy là các bạn hiểu được nội dung của đoạn hội thoại này rồi, đúng không nào? Đó, tất cả nội dung này các bạn biết rồi. Mr. Long Linh nói hơi nhanh, bây giờ Mr. Long Linh sẽ cố gắng chậm lại các bạn nhỏ ha. Rồi, dưới này các bạn nhìn đây. Here you are, đây nè bạn, đây nè, nghĩa tiếng Việt là đây nè. Thank you là cảm ơn. You're welcome là rất là hân hạnh, rất là vui. You are là bằng you're, các bạn thấy không? You're là bằng you are, các bạn ha. Rồi, như vậy là các bạn đã hiểu tất cả các câu này rồi. Thì bây giờ chúng ta chuyển sang bên này. Chúng ta có một bài hát rất là ấn tượng. Mr. Long Lun sẽ giúp các bạn hiểu cái bài hát này. Để các bạn sau này các bạn hát ha. I want an apple là tôi muốn một quả táo. Những quả táo, những Mr. Long Lin sẽ nói tiếng Anh trước rồi sau đó mình sẽ giúp các bạn hiểu tiếng Việt nha. Apples, where are the apples? I'm hungry, I want an apple. Apples, where are the apples? Here you are. Thank you very much. You're welcome. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. You're welcome. Đó các bạn ha. Rồi. Vậy thì bây giờ hiểu nghĩa tiếng Việt của bài này là gì nào? Những quả táo ở đâu rồi nhỉ? Tôi đói bụng, tôi muốn một quả táo. Những quả táo ở đâu rồi nhỉ? Đây nè bạn. Cảm ơn rất nhiều. Hân hạnh, rất hân hạnh mời bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất hân hạnh. Đó, các bạn thấy chưa? Nội dung cái bài hát cũng rất là ấn tượng đúng không nào? Và các bạn cố gắng sau này các bạn mở nhạc lên các bạn hát ha. Rồi, đó là những cái quả táo rất là hay. Apples các bạn ha. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta chuyển sang cái nội dung cuối trong cái video này là phần let's move là chúng ta hãy vận động á. Hoạt động như thế nào nào? Chúng ta có bốn cái hoạt động rất là hay đây. Mr. Long Lin chỉ giúp các bạn nhỏ hiểu từng hoạt động nha. Hoạt động đầu tiên là rửa tay này các bạn. Đó, các bạn nhỏ này đang rửa tay. Chúng ta gọi là wash my hands. Wash my hands, các bạn nhớ âm cuối nha. Wash my hands. Hành động thứ hai là ăn bánh mì, chúng ta gọi là eat bread.
Hành động thứ ba là uống sữa. Drink milk. Drink milk. Các bạn nghe kỹ nè. Drink milk. Rồi, hành động tiếp theo là chải răng nè. Đó, vệ sinh răng miệng nè. Brush my teeth. Brush my teeth. Teeth. Các bạn nhớ âm cuối nè. Brush my teeth. Đó, các bạn ha. Rồi, như vậy là các hành động này các bạn biết rồi. Thì chúng ta có câu I wash my hands every day. I wash my hands every day là tôi rửa tay của tôi mỗi ngày. Tôi rửa đôi bàn tay của tôi mỗi ngày. I wash my hands every day các bạn ha. Rồi, như vậy là cái video đầu tiên này của Unit 7 này chúng ta cũng đã xong. Hy vọng các bạn nhỏ thích kênh của Mr. Long Linh và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh. Cảm ơn các bạn nhỏ rất là nhiều nha.